Hello, xin chào các bạn. Yêu sự là Yán Tuế Xin. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề cũng khá là hay, đó là không nên tặng những món quà gì cho người Trung Quốc. Bởi vì các bạn sau này khi mà đi làm hay là đi học ấy, thì các bạn sẽ được quen với rất là nhiều người Trung Quốc. Những lúc mà người ta đi về nước hoặc là các bạn sang chơi thì chắc chắn là chúng ta sẽ nên chuẩn bị một món quà gì đấy, đúng không? Vậy chúng ta nên tránh, không nên tặng những món quà gì thì hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Thứ nhất, một trong những món quà cực kỳ kiêng kỵ đó chính là đồng hồ. Đồng hồ đây chính là đồng hồ treo tường hoặc đồng hồ đại bàn ấy. Nhưng riêng cái số bẹo thì không tính. Bởi vì sao? Khi đồng hồ treo tường hoặc đồng hồ đại bàn nó sẽ có một cái từ đó là trung ấy. Thì khi mà các bạn đọc từ tặng đồng hồ rất là sủng trung thì nó sẽ đồng âm với một từ đưa tiễn người mất, người chết. Cho nên đây là một trong những món quà cực kỳ là kiêng kỵ, đồng hồ không được tặng nha, trừ số bẹo. Thứ hai đó là tặng mũ. Bởi vì theo quan niệm người Trung Quốc thì thường trong các đám tang người ta sẽ hay sử dụng mũ, cái mũ chóp ấy. Hoặc là khi mà các bạn tặng mũ, các bạn biết cái mũ xanh đúng không? Đó chính là ám chỉ cho việc bị cắm sừng. Cho nên thường thì các bạn nên tránh được tặng mũ ra nhá. Tiếp theo là không nên tặng giày. Ví dụ như Việt Nam mình thì quan niệm đó là tặng giày sẽ kiểu nó đi mất, đặc biệt là những đôi yêu nhau sẽ không nên tặng giày đúng không? Nhưng đối với người Trung Quốc thì cái từ giày gọi là xía thì nó sẽ đồng âm xía in với một cái từ có nghĩa là kiểu tai họa, những cái mà không tốt đẹp. Cho nên người ta cũng khá là hạn chế tặng xía, tặng giày. Tiếp theo đó là tặng ô dù. Cái ô trong tiếng Trung sẽ là sản và nó sẽ hơi xía in với từ san, tức là chia rẽ, chia xa. Cho nên người ta cũng sẽ không muốn tặng ô kiểu sẽ có một cái điểm rủi, cũng giống như với quả lê vậy, lý, có nghĩa là lý bía đấy, ly biệt, cách xa, lý khai, cho người ta sẽ hạn chế tặng lê cho nhau. Thực ra thì Việt Nam mình cũng khá là ít khi tặng lê với tặng ô dù đúng không? Một cái nữa mà Việt Nam cũng kiêng đó là tặng khăn. Nhưng thường thì Việt Nam mình các đôi yêu nhau thì mình không nên tặng khăn thôi. Hoặc là bạn bè cũng không nên tặng khăn. Kiểu nhiều lúc người ta sẽ nghĩ là tặng khăn xong rồi sẽ đi mất và sẽ không còn chơi với nhau nữa, không còn yêu nhau nữa. Người Trung Quốc sẽ quan niệm là ở các đám tang ấy, người ta sẽ đưa một cái tấm vải hình vuông nhỏ nhỏ ấy, tấm vải vuông. Thì các bạn cũng biết là Việt Nam cũng có cái kiểu đó là đeo vải đen, vải đỏ, vải trắng ấy. Thì những cái đấy người ta cũng kiêng, cho nên người ta cũng sẽ không tặng khăn. Và cuối cùng đó chính là không nên tặng những thứ gì có 4 cái. Ví dụ như các bạn tặng cốc mà các bạn tặng 4 cái thì cũng không hay. Bởi vì các bạn biết là người Trung Quốc thì cực kỳ ghét số 4, cho nên không nên tặng cái gì có 4 cái nhá. Những cái điều mà mình chia sẻ thì mình tổng hợp ở trên mạng và có hỏi các bạn ở Trung Quốc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng 100%. Bởi vì đất nước Trung Quốc thì rất là rộng lớn như thế, sẽ có rất nhiều nơi kiêng kỵ những cái món quà khác, hoặc cũng có những nơi sẽ cảm thấy những món quà đấy rất là bình thường. Cho nên các bạn cũng đừng có quá tin những cái gì trên mạng nhá. Còn khá là nhiều các cái món quà khác, ví dụ như dao, kéo các thứ, các đấy mình nghĩ là chắc là không ai tặng rồi, cho nên mình sẽ không kể ở đây. Vậy là từ sau khi mà cần phải tặng quà cho một vị khách hoặc là một sếp Trung Quốc thì các bạn cũng nên tránh những món quà này ra nhá. Thường thì người ta sẽ hướng đến những món quà mà mang đậm cái bản sắc Việt Nam, ví dụ như là trà này, bánh kẹo, rồi thì rượu. Đấy là những cái mà rất là Việt Nam và rất là ý nghĩa, cũng rất là học làm tặng quà. Vậy thì các bạn hãy nên chọn những cái sản phẩm đấy, thuốc lá cũng được, hoặc là những bức tranh rất là ý nghĩa, rất là hay. Khi mà thông qua cái video ngắn này thì các bạn cũng hiểu thêm một chút về cái văn hóa của Trung Quốc. Thực ra thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhiều lúc chúng ta biết, chúng ta tránh thì vẫn tốt hơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.